Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài chia một số cho một tích. Chia một số cho một số. Bài số 1 tính giá trị của biểu thức. 600 ta chia cho 50 ta nhân 2. Như vậy cái này thì chúng ta sẽ làm cái dấu trong cái dấu mặt trước, chúng ta phải làm dấu nhân trước. Như là 600 ta chia cho 50 ta nhân 2 là bằng 100. Thì là 600 ta chia cho 100 là bằng là 6. Cái này cũng vậy, chúng ta làm trong cái mặt trước ha. Chúng ta phải làm trong mặt trước. 63 ta chia cho 9 nhân 7, 9 nhân 7 là 63. 63 ta chia 63 là bằng 1. Rồi bài này 64 ta chia cho 4 nhân cho 2 là bằng 8. Vậy là bằng 8. Bài này là 32 ta chia cho 4 nhân 8. 4 nhân 8 là bằng 32. 32 ta chia 32 là bằng 1. Chúng ta qua bài số 2 tính theo mẫu. 75 ta chia cho 15. 15 thì chúng ta sẽ tách nó ra là 5 nhân 3. 5 nhân 3. Và 75 chúng ta sẽ chia 5 rồi ta chia cho 3. 75 ta chia 5 là được 15. 15 ta chia tiếp cho 3 là bằng 5. Rồi bài này. Như vậy chúng ta làm theo mẫu này thì chúng ta sẽ tách cái con số 15 này ra. Được. Tách nó ra con 5 và con 3. Rồi bây giờ bài này 81 chúng ta giữ nguyên này. 27 này chúng ta sẽ tách nó ra là 9 nhân 3 ha, 9 nhân 3. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 81 ta chia cho 9 rồi ta chia cho 3. 81 ta chia 9 là được là 9. 9 ta chia cho 3 là bằng là 3. Rồi bài bên này 192 chúng ta giữ lại ta chia cho 64 này thì tách nó ra là 64 là được là 8. 8 8 x 8 là 64. Rồi thầy sẽ tách ra con số 64 này là 8 ta nhân cho 8 đi ha. Rồi 192 ta chia cho 8 à, ta chia cho 8 bằng 192 ta chia 8 là bằng 24. 24 ta chia 8 tiếp bên này là được là 3. 3 nhân 8 là 24. Bài này 96 ta chia cho 16 là 4 nhân 4 à. 4 ta nhân cho 4. 96 ta chia cho 4 ta chia cho 4 bằng 96 ta chia 4 là bằng 20. 24 24 ta chia cho 4 là bằng 6. Bài này 60 60 ta chia cho 12 này chúng ta sẽ tách nó ra là 4 ta nhân cho 3. 4 nhân 3 vậy là 60 ta chia cho 4 ta chia cho 3. 60 ta chia 4 là bằng 15. 60 ta chia 4 là bằng 15 này. 15 ta chia tiếp cho 3 là bằng là 5. 5 nhân 3 là 15. Bài số 3 tính bằng hai cách. Rồi cách thứ nhất thì chúng ta nhân vào rồi chúng ta chia cho 6. 24 ta nhân cho 14 bằng là 336 ta chia cho 6 bằng 50 56. Rồi cách 2
Cách 2 chúng ta sẽ lấy là 24 ta chia cho 6 à, rồi ta nhân cho 14. 24 chúng ta chia cho 6 là được là 4 lần. 4 ta nhân cho 14 bằng 56. Cách 1 thì chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta nhân vào 17 ta nhân cho 54 bằng là 918, ta chia cho 9 bằng 102. Rồi cách 2, cách 2 ta lấy 54 à, ta chia cho 9 rồi. 17 ta nhân cho 54 ta chia cho 9. Rồi 17 ta nhân cho hai này chia nhau là bằng 6. 6 nhân 7 là 42, với 2 ta nhớ 4, 6 1 6, 6 4 10. Nó qua bài số 4, tính bằng cách thuận tiện nhất. Rồi cái bài này chúng ta sẽ áp dụng, nó thấy là 45 ta chia 5 được nè. 45 ta chia cho 5 là ta nhân cho 8. 45 ta chia 5 là bằng là 9 nhân cho 8 bằng là 72. Bài này 45 ta chia cho 5 được. 21 ta nhân cho 45 ta chia cho 5 bằng là 21 ta nhân cho 9 bằng 9 18. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy, rồi xem cái phần mô tả. Dưới phần mô tả thì chúng ta, thầy có để cái đường link dưới đó. Và đường link đó là một cái blog. Trong blog của thầy thì thầy để rất là nhiều cái hệ tập tổng hợp, rất nhiều là đầu sách. Các em có thể tìm trong đó là đề thi, đề kiểm tra, rồi bài nâng cao vân vân.